Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợ nha các bạn. Thì hôm nay Lợ nói về một thắc mắc của bạn Trường An. Bạn hỏi rằng 15 giờ 50 phút thì các bạn ấy không biết là đổi qua cái gì thì mình sẽ đổi. Thứ nhất, mình đổi qua phút nè, sau đó mình đổi qua giờ nè, hoặc là mình đổi qua giây nè. Vậy đây là đơn vị đo thời gian, thì các bạn cần nhớ những kiến thức sau đây. Kiến thức nè, nếu bạn nào chưa biết những cái đơn vị thời gian này nên các bạn nên xem lại và nghe lại. Rồi, các đơn vị thời gian như một thế kỷ. Một thế kỷ là 100 năm. Một thập kỷ là 10 năm. Một năm có 365 ngày nếu là năm thường. Còn nếu một năm nhuận là 365 ngày. Nhớ cứ 4 năm thì sẽ có một năm nhuận. Một tuần có 7 ngày từ thứ hai đến chủ nhật. Một ngày có 24 giờ. Một giờ có 60 phút. Một phút có 60 giây. Rồi, các bạn chuẩn bị từ tay trái nè, từ tay trái của các bạn qua bên phải thì các bạn làm phép nhân. Còn từ tay phải của bạn qua bên trái, tay trái các bạn làm phép chia. Vậy thế kỷ chuyển qua năm, các bạn nhân cho 100. Từ năm qua thế kỷ các bạn chia cho 100. Tương tự thập kỷ qua năm các bạn nhân cho 10. Từ năm qua thập kỷ các bạn chia cho 10. Tương tự những thằng khác cũng vậy. Vậy ta đổi 15 giờ 50 phút qua phút thì giờ qua phút nè. Từ giờ qua phút các bạn nhân cho 60. Vậy lấy 15 nhân 60 bằng 0. 6 nhân 5 là 30, ghi 0 nhớ 3. 6 nhân 1 là 6, nhớ 3 là 9. Vậy ra là 0, 9. Đây ra 900 cộng thêm 50 nữa ra 950. Ok chưa? Rồi, đổi qua giờ thì thằng này là giờ rồi, nên các bạn đổi thằng này qua 50 phút qua giờ. Từ phút đổi qua giờ các bạn làm phép chia, lấy 50 chia cho 60 sẽ bằng 5/6. Sau đó các bạn cộng thêm 15 cộng 5/6 bằng, thì 15 này chính là 15/1 cộng 5/6 bằng. Vậy mẫu số chung là 6. Vậy thằng này 1 thì thiếu 6, ta nhân tử cho 6 ra 90, mẫu là 6. 1 x 6 là 6, cộng cho 5/6. Rồi, phép cộng hai phân số cùng mẫu, ta lấy tử cộng tử ra 95/6, ghi 95/6 vào đây. Rồi, các bạn hãy đổi qua giây giúp Lợ. Thì giây thì các bạn có thể từ đây, từ nè, đổi hàng này qua phút trước, sau đó từ phút chuyển qua giây, từ phút mà chuyển qua giây nhân thêm 60 nữa. Ok chưa? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợ, để Lợ khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.